Xin chào tất cả các bạn. Ngày hôm nay thì giới thiệu đến các bạn một cái máy cày kiểu Hàn Quốc. Đây là máy làm đất. Máy này thì có tác dụng là cày đất, làm luống, bọc ni lông. Nói chung là tất cả mọi công dụng đều có. Máy thì nói chung là khoảng 700 kg, khá là nhỏ và tiện sử dụng. Nói chung là ở dạng trung bình, không phải là máy nhỏ nhất, cũng không có to quá các bạn ạ. Máy này thì phù hợp với hộ gia đình làm nhỏ, dạng nông dân nhỏ và vừa. Máy này thì nhà em đã mua ở trung tâm bán máy móc nông nghiệp tại nơi mình sinh sống. Và sau khi mua khoảng 1 tuần đến 10 ngày thì họ giao. Họ cũng chở đến bằng cái xe bán tải nhỏ. Và bây giờ xếp hàng xuống và chuẩn bị giao hàng. Tùy theo mục đích sản xuất và các cái chế độ nông nghiệp nên là máy móc họ sản xuất có nhiều cái chức năng khác nhau. Khác với ở Việt Nam mình thì ở đây họ có thêm cái chức năng đó là làm nên luống và phủ ni lông. Sau khi mua máy thì chồng em sẽ đi ra ruộng và thử luôn. Máy này thì nhỏ và làm việc cũng ở mức độ trung bình, không phải là quá là nhanh. Và mỗi năm thì đầu tư một cái máy hoặc là một cái sản phẩm nông nghiệp nào đó sẽ rất là mất nhiều tiền. Vì vậy là nông nghiệp luôn luôn phải đầu tư mọi người ạ. Không có máy móc mà dùng sức người thì rất là mệt và hiệu quả nó cũng thấp. Vì vậy là nông nghiệp ở Hàn Quốc thì cái tiền đầu tư cho máy móc và vật tư rất là nhiều. Cái nhà lưới nhà em vừa mới làm xong mà bây giờ đấy, gió nó thổi một tí là nó thấy phồng nên là giống như kiểu muốn bay luôn đấy các bạn. Đây là nhà lưới tự làm các bạn ạ. Không được vững chắc cho lắm. Ngày hôm nay thì có một khách hàng đến đây để lấy cái cây họ đã mua. Ở Hàn Quốc thì nếu mà mua nhiều thì cũng có thể là họ đi đến để lấy. Ôi giời ơi, xe thì đẹp thế kia mà bây giờ xuống cái chỗ vũng bùn nhà em về chắc là nó bẩn hết. Thật là tội cho cái xe quá đi. Và cây thì nhà em đã để sẵn ở đây rồi, giờ chỉ cần lấy lên xe cho khách hàng thôi. Oppa sunnim gasseyo? Được bao nhiêu tiền? Ổn má? 44만 원. 44만 원. Ồ, 진짜? Chúc hay. Chồng em vừa mới bán được xong cây, rất là vui. Tinh thần. Tinh thần bây giờ khá là ok. Chào đấy sơ. Ăn sáng rồi cả nhà ơi. Đói quá. Sau khi bán hàng nhận được tiền rồi thì chúng ta phải ăn sáng thôi. Trước khi ăn sáng phải mang cái ghế vào đây để cho vợ ngồi. Đấy, chú đáo chưa? Bê một cái ghế. Bê một cái ghế vào. Đấy, hai đứa ngồi đây ăn sáng các bạn ạ. Giờ phút kia mang tôi là à nhá. Chúng tắt thế. Chúng rửa đi, lau đi chồng. Cái ghế nhìn chán quá. Nông nghiệp đấy các bạn. Đấy, chú đáo chưa? Mang ra lau đi cho sạch đi chồng ơi. Cảm ơn nhé. Đấy. Ai được cái là chồng thì cứ bảo gì nghe đấy là tuyệt vời nhất. Đây là bánh mì. Sáng em có đi ra siêu thị mua các bạn ạ. Đây. Một cái bánh như thế này là 1.500 won. Hai đứa thì sáng ăn bánh mì uống cà phê. Đấy là bữa sáng đây. Nghĩ đến cái món bánh mì lại thèm mấy bát phở ở Việt Nam. Việt Nam sáng đi ra ăn bát phở có phải phê không? Ngon ơi là ngon, ở bên này chỉ được ăn bánh mì này thôi. Chẳng có phở để mà ăn. Chồng ơi ăn sáng ngon nhé, tinh. Mời cả nhà cùng ăn sáng với nhà em. Nè. Bánh mì ăn, ăn bánh mì. Trông quần áo chồng em là từ hôm qua đến hôm nay là đi làm toàn đất là đất thôi. Đi đào cây mà, làm nông nó chả thể tránh được các bạn ạ. Đấy, giờ bóc bánh mì ra là chiến đấu thôi. Buổi sáng nó chỉ có vậy thôi. Bánh mì là nhìn vậy thôi, ăn cũng khá là ngon các bạn ạ. Ăn một cái này thì cũng nói chung là cũng no. Uống một cốc sữa nữa thì ok. Ngon quá. Mani mọc rồi á. Máy này tên là ASEA các bạn ạ. Máy AMC 900SB. Bây giờ chồng em đang phải nó một khó. Ok. Nâng nó cao cao lên để nắp cái này vào mà không biết có nắp được không.
lần đầu lắp máy cho nên là cảm thấy khá là lạ lẫm và chưa có thần thục cho lắm. Cái này là cái càng để tạo luống các bạn ạ. Cái càng này để nó tạo luống, sau khi tạo luống thì sẽ cho bọc ly lông, bọc lớp màng. Đây là cái càng để đào đất này, cái càng để tạo luống này, xong rồi là có một cái máy để tạo ni lông nữa. Vậy là đấy một cái hệ thống. Lần đầu tiên lắp máy cho nên là chồng em vẫn chưa có quen cho lắm, cho nên bây giờ phải xem người ta hướng dẫn như thế nào, lại phải xem lại. Nói chung là cũng phải học hỏi rất là nhiều, khi mà mua một cái máy mới về mà không có người lắp cho, mình phải tự lắp, cho nên là khá là phức tạp các bạn ạ. Dĩ nhiên là phải làm quen với máy một thời gian thì nó mới quen được. Và tất cả đồ đạc, mọi thứ thì một cái máy này nói chung là rất là nhiều. Đây là tất cả những cái thiết bị của một cái máy này. Nhà em đang để ở trong cái nhà lưới này để cho nó đỡ nắng mưa. Đây là cái để bọc ni lông đấy các bạn. Bọc ni lông lên trên luống, phủ ni lông. Đấy, máy nó cấu tạo như thế này. Ở trong này là các thùng để chứa máy, rồi là các cái càng. Nói chung là còn có rất là nhiều những cái phụ kiện nhỏ nữa. Đây. Nhiều khi thì bây giờ em cũng chưa hiểu là tất cả những cái này thì dùng để làm gì, có lẽ là phải sử dụng thì mới biết được. Đây cũng là một trong những cái dụng cụ để tạo luống. Đây, cái núm thì nó sẽ có cái hình dạng kiểu cong cong như thế này. Khá là nặng. Nhà em bình thường là toàn đi thuê máy về để làm ấy. Nhưng mà đôi khi nó khá là bất tiện, tại vì phải đi thuê và chờ người ta theo thời gian của người ta, rồi là phải có cái xe để chở máy đi chở máy về, xong rồi máy hỏng thì cũng phải đền. Nói chung là rất là nhiều vấn đề. Vì vậy là lần này thì chồng em đã mua một cái máy này để đầu tư làm nông nghiệp. Năm ngoái thì nhà cũng có một cái máy nhưng khá là nhỏ, và cái công suất của nó làm chậm, rồi là nó mất khá là nhiều sức người vào đấy. Lần này mua máy to hơn một chút, và một cái máy to như thế này, trông khá là hiện đại, loại mới nhất. Đây, hãng là Achia các bạn ạ. Bạn nào làm nông nghiệp thì cũng có thể tham khảo. Máy này ở Hàn Quốc bán rất là chạy và hoạt động cũng rất là ok. Đây là xem nào. Trọng lượng là một cái gì đây, em chả hiểu những cái thông số ấy là cái gì. Đây, thông số nó có ở đây. Điện này, rồi cái này chạy bằng xăng, chạy bằng xăng, đổ xăng vào đây. Chả biết xăng hay dầu gì đấy, tóm lại là mua ở ngoài tiệm xăng dầu thì đổ vào đây thì nó chạy thôi. Đây là tên công ty sản xuất ra máy. Sản xuất này là sản xuất tại Hàn Quốc các bạn nhé. Máy này tổng giá trị của máy này giá là 4.000 đô. Nếu mà mua về Việt Nam thì chắc là còn phải cộng thêm tiền thuế, rồi là tiền ship các kiểu, nói chung cũng khá là cao đấy ạ. Nhìn thấy nó nhỏ nhỏ thế này thôi thì dùng thì khá là bền và cũng đầy đủ các chức năng. Loại máy này thì thường dùng cho cái khu mà đất cát, đất tơi tơi một chút. Ví dụ như là ruộng nhà em này thì đất nó cũng cát này. Sau một tiếng lắp đặt thì bây giờ nhà em đã lắp xong cái máy cuộn luống các bạn ạ. Bây giờ chuẩn bị cho vào chạy thử. Máy móc nói chung rất là phức tạp. Đúng là đàn ông thì còn lắp được, như em mà phụ nữ cho lắp cái máy này thì chắc lắp cả năm không xong. Không biết cái này để làm cái gì mà nó có hai cái càng giống như rất là to. Ở đây có hô qua muối. Mục chốc, cứ có mục chốc muối. Hức là ly mà nó cũng để ngăn đất nó bắn lên. Bắt đầu khởi động máy. Ok. Đi nào. Được có một đoạn mà nó bay cả cái làm lúa rồi các bạn ạ, rất là buồn cười. Chắc là lắp đặt không đúng cách hay sao ấy. Lúa thì làm cũng khá là êm, nói chung là đây các bạn thấy lúa nó cũng khá là cao và đẹp, làm lúa cũng khá là nhanh. Nói chung nếu mà đất mà cày ok rồi thì lúa nó cày lúa cao được khoảng 30 cm. Sau khi bị rơi đây giờ chồng em lại lắp lại các bạn ạ. Không biết là
lắp lại nó có an toàn hay không, khá là nguy hiểm. Và đây cái máy nhà em sau khi chạy được khoảng 3 phút thì đã được một đoạn luống như thế này các bạn ạ. Luống thì làm cũng khá là đẹp, tuy nhiên thì lái cũng đang khá là khó khăn, chưa có quen. Máy đi thì lúc nhanh lúc chậm, điều chỉnh cũng khá là khó. Chắc là phải học tập và làm thêm thời gian để quen máy các bạn ạ.